Mọi người đang theo dõi hậu trường của bộ phim ngắn Xuân Về Con Cũng Về. Khi mà cô nói là cô muốn làm một cái bộ phim về câu chuyện gia đình ngày Tết, nghe như vậy thì thấy là ok, mình rất là thích những cái câu chuyện như vậy, những cái đề tài như vậy, bởi vì bản thân mình cũng là một người rất là thích những cái thứ về gia đình. Khi mà nghĩ một cái chủ đề về gia đình á, của anh liền lập tức nghĩ đến anh Hiệp là một cái người mà sẽ khai thác một cách chính xác, một cách cảm xúc nhất về cái không khí gia đình ngày Tết. Bởi vì thực sự là ba anh em ở trong bộ phim này là ba tính cách hoàn toàn khác nhau, ba hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn khai thác ở bộ phim này, từ thông điệp của bộ phim này, đó chính là dù chúng ta có là ai, dù chúng ta có đi đâu, làm những chức vụ gì, giàu có hay là không giàu có, hay là thất bại trong cuộc sống, thì cái ngày Tết cũng là cái ngày mà chúng ta nên về với bố mẹ, sum họp, đoàn tụ. Cho nên là cái câu chuyện gia đình trong cái bộ phim này thì hy vọng là nó sẽ chạm được với nhiều người. Bởi vì các nhân vật trong phim họ đều có những cái trăn trở, những cái ngổn ngang, những cái bí mật nó cần được giải tỏa. Và cái gia đình là cái nơi mà những cái điều đó sẽ được giải tỏa bằng tình anh em, bằng tình mẹ con. Và hy vọng là mọi người sẽ thấy mình trong cái bộ phim này. Hoàn toàn lúc nào chúng ta cũng phải tin được gia đình luôn là một cái điểm tựa vững chắc nhất cho tất cả mỗi người. Tin vào điều đó. Anh Hai ơi! Đồng ý. Anh làm gì vậy? Thôi, anh ta đang... Ra quay. Đến giờ đấy. Đây, anh Hai một lúc nữa nha, anh Hai xin lỗi. Anh Hai không được quay giống rồi mọi người ạ. À? Đi ra quay hết giờ, lịch rất là dày. Chuẩn bị, chuẩn bị. And action! Dù giờ đây hay mãi sau, xuân về con cũng về, nắm tay mẹ rồi nắm tay cha, kể bao điều hay năm vừa qua, lòng con muốn mang xuân về nhà. Xuân về con cũng về, để làm tròn lời hứa câu thề, có đi thật xa hay là ai thì con vẫn luôn là con của bao nhiêu mùa xuân. Lam Trường, Hoàng Phúc, Quỳnh Anh hát tặng các cụ mỗi người một câu đi. Mừng Tết đến, lập đến nhà nhà cánh mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Tôi bố. Đồn kia lắc lư, cái đồn kia lắc lư. Đồn kia lắc lư, cái đồn kia lắc lư. Đồn kia lắc lư. Rồi cắm nha. Xin chào tất cả các bạn. Và hiện tại thì Phúc đang có mặt tại trường quay để quay cho MV cho bài Xuân Tết năm 2020. Hồi nãy giờ thì trong khi mà Phúc quay những cái cảnh quay cho những cái ngày Tết sum họp gia đình thì Phúc cảm thấy là trong lòng mình cũng rất là nôn nao và cũng gợi nhớ rất là nhiều cái kỷ niệm trong gia đình của Phúc vào những ngày Tết. Thì Phúc hy vọng là sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả một bài hát về mùa xuân, về cảnh gia đình sum họp trong những ngày xuân. Giờ là phải nhắc xe một đoạn thật là dài nè, mệt cũng chết, nhưng mà biết sao bây giờ. Mình đàn ông có vợ có con là phải có trách nhiệm đi đón họ về. Tính nhất tới nơi rồi, 30 Tết rồi. Ôi giời ơi.
câu chuyện làm sao cho cái phần mỹ thuật Tết của một cái ngôi nhà ở dưới quê nó được đẹp, được lãng mạn, được bay bổng hơn thực tế, hay là nó trần trụi như thực tế, cũng là một cái câu hỏi mà mình với Đăng hay bàn với nhau. Thì mình thấy được là qua cái phim này nó sẽ nói được cái điều là ở những người bình thường họ vẫn có thể sống một cuộc sống rất là đẹp, trang nhã, lãng mạn và đầy tính mỹ thuật. Hãy đợi xem cái tính mỹ thuật trong bộ phim này nó đạt ở cái mức nào, hy vọng là mọi người sẽ thích. Nhân đây của anh cũng cùng với anh Trường và anh Hoàng Phúc xin chân thành cảm ơn Tiki đã đồng hành cùng Sao Việt, và cụ thể là ba Sao Việt này, trong dự án Xuân Về Con Cũng Về. Và xin cảm ơn công ty nhựa Long Thành đã đồng hành cùng với Xuân Về Con Cũng Về để mà có thể mang đến cho khán giả một cái bộ phim ngắn đầy ý nghĩa về tình gia đình. Xuân về con cũng về để làm tròn lời hứa câu thề, có đi thật xa anh là ai. Trái này giờ hết kiếm rồi, người bên phải rồi luôn là con của bao nhiêu hoa.